Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn cùng với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn cách để chuyển đổi DVD sang định dạng video có thể xem được trên iPhone, iPad sử dụng phần mềm Handbrake. Handbrake là phần mềm miễn phí rất hay để chuyển đổi định dạng video và cũng có thể sử dụng để nén hay còn gọi là rip DVD. Clip này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng phần mềm này. Trước tiên các bạn tải và cài đặt phần mềm Handbrake. Ở đây chúng tôi download từ surfox.net. Sau khi tải về xong, các bạn tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong, các bạn khởi động phần mềm Handbrake lên. Sau khi chạy phần mềm, các bạn có thể thấy ở trên màn hình của chúng ta phần suộc chính là phần nguồn DVD mà các bạn muốn chuyển đổi thành video. Như ở đây tôi chọn ổ E là ổ DVD của tôi. Phần mềm sẽ tự động quét ổ để xem có dữ liệu gì có thể sử dụng ở trên ổ không. Tiếp theo tại phần Output Setting, các bạn chọn định dạng mà mình muốn chuyển. Có thể có thêm các tùy chọn, ví dụ như file dung lượng lớn, hoặc là được tối ưu cho web, hoặc support iPod 5G. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn thêm các tùy chọn khác, ví dụ như độ phân giải cỡ ảnh, các bộ lọc và phần phụ đề vân vân. Ví dụ ở đây video codec tức là chuẩn giải mã video. Và rất nhiều các lựa chọn khác. Các bạn có thể tự tìm hiểu và điều chỉnh sao cho hợp ý mình nhất. Tại phần Destination, các bạn lựa chọn nơi sẽ lưu file sau khi chuyển. Các bạn tìm đến thư mục mà mình sẽ lưu file. Tiếp theo các bạn đặt tên file và nhấn save. Sau đó các bạn nhấn vào nút start màu xanh để bắt đầu thực hiện công việc. Việc chuyển đổi sẽ mất khá nhiều thời gian, như ở đây các bạn có thể thấy thời gian đếm ngược lên đến 45 phút hoặc có thể hơn, kém, tùy vào chất lượng đĩa của bạn nữa. Sau khi xong các bạn có thể thấy Queue Finish. Tiếp theo các bạn mở thư mục mà chúng ta đã lưu file lúc nãy ra. Như các bạn thấy ở đây, tiếp theo chúng ta đã có thể tận hưởng video. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.